xấu hung dữ bất chấp tất cả để lao vào hang. Và thế là con rồng Komodo đã chọn giải pháp hiếm ai ngờ tới là tháo chạy, để lại số trứng con cái của chính nó cho kẻ thù. Hành động của con rồng Komodo không khác nào từ bỏ lứa con của mình chưa nở. Điều này thực sự đã khiến cho nhiều người không dám tin và mưu đồ của cá sấu đã thành công. Sau khi chiếm được hang ổ của rồng Komodo, nó từ từ ăn hết những quả trứng của kẻ địch một cách dễ dàng. Rồng Komodo và cá sấu đều là những kẻ săn mồi giỏi kích phục, rình mò áp sát con mồi và tung đòn tấn công bất ngờ khi con mồi lọt vào tầm tấn công. Nếu như rồng Komodo sở hữu một chất kịch độc làm tê liệt con mồi hoàn toàn và khiến nó chết đi từ từ một cách thê thảm, thì cá sấu cùng với chiếc dạ dày bằng đá sẵn sàng đối mặt với mọi con mồi và nuốt chửng chúng mà không ngán ngẩm bất kỳ điều gì.